Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ đi đặt bẫy rắn. Đây. Đây là con cọc để làm mồi. Đây là cái lồng bẫy rắn của mình. Mình tự chế tạo, tự khắc làm. Đây là hòm. Đây là cái nắp chai, cái chai cắt để đựng nước cho con mồi. Cho con mồi nó không bị chết. Đây. Bây giờ mình sẽ đi. Đây rừng núi nhiều, rắn có nhiều đấy. Mình cũng bẫy được khá nhiều con rồi. Mình sẽ đặt sát mép tường nó rộng rạp, chắc là có rắn đi lại. Đây trên này mép tường lên đây nha các bạn nhá. Đây rồi, để đây. Và đợi 2-3 ngày sau là mình đến xem không biết có được không.